Thì khách hàng anh chị ạ, anh ở chiều đây nhá. Đấy, em tiếp tục bắt cố con tôm đường mông cho anh khách ở Hà Nội ạ. Anh mua và bên ngoài nhá, cũng còn nhá. Cái đường mông này, thì sao là giá thì anh chụp cái kia. Tôi cười có 100 cân đấy. Trung Quốc thì anh không nhập hàng được, nên là giá thì không. Giá thầy chưa, giá thì hơn 2 triệu đồng, 15. Bây giờ Trung Quốc thì anh không nhập khẩu đó. Làm tôm hùm bông thì giá như đây giá chỉ còn có hơn triệu đồng một kg ạ. Anh chị ạ, ai có đi cầu thì bút tiền nhá. Tôm bông giá như em đã khám chưa phải hơn, nhà em thấp biến phí và tăng kèm chất hàng đại nơi và em đồng gói đi cho khách nhé. Anh chị ai có đi cầu cũng liên hệ cũng gọi thẳng em ạ. Liên hệ qua số online 0945308008. Hàng em luôn có sẵn tại kho nhá. Chúng ta cũng tính số 100 cho bao triệu. Ôm một người đang rất là khỏe luôn anh chị, có đi cầu Facebook em nhé. Bao ngon luôn. À, có đi cầu rất là ngon luôn rồi. Đặt ra được hàng ngon nhất thế giới rồi. Chất lượng cao. Còn cái báo gây mê kìa. Chúc tất cả các quý khách hàng có chịu chiều đi nhé. Ớt tối, chú bảo đi. Đúng không miệng ạ. Đúng không, mày đóng rất nhiều các tương khác nhé. Đây, chuyến mai cũng gặp chỉ gặp thì mới bút em nhé. Đấy, mọi người đặt lên. Đây, rất là sẵn ạ.